Kính chào bà con và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, chăn nuôi an toàn hiện đang là giải pháp được bà con nông dân tại nhiều địa phương trong cả nước đầu tư, giúp nhà nông chăn nuôi an toàn và hiệu quả. Điều này càng vô cùng có ý nghĩa trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp trong thời điểm hiện nay. Vâng, nội dung đáng quan tâm nói trên cùng với những thông tin về sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước sẽ được chuyển đến bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Kính mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Dán tem truy xuất nguồn gốc góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân và tăng giá trị nông sản ở Lâm Đồng. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên đàn lợn ở Lâm Đồng vẫn tăng trong bão dịch. Trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học chiếm 25,6%, một xu hướng phát triển chăn nuôi mới đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Lâm Đồng, truy xuất nguồn gốc vẫn là một hoạt động còn khá mới, chưa giành được sự quan tâm của cả người sản xuất. Hiện nay thì mới chỉ có khoảng 33 đơn vị đã áp dụng công nghệ tem truy xuất điện tử, hay còn gọi là mã QR code, gồm có 18 hợp tác xã, 9 doanh nghiệp và 6 cơ sở. Trong đó, các sản phẩm rau các loại có 16 cơ sở, chè 2 cơ sở, trái cây 4 cơ sở, lúa 2 cơ sở, dược liệu 2 cơ sở, mắc ca 2 cơ sở, cà phê 3 cơ sở, yến xào và mật ong 1 cơ sở. Số lượng tem truy xuất đã phát hành đến nay là hơn 1,5 triệu tem, trong đó rau trên 500.000 tem, trái cây 200.000 tem, chè 300.000 tem, lúa 40.000 tem, dược liệu 250.000 tem, mắc ca 30.000 tem, cà phê 150.000 tem và yến xào 50.000 tem. Việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc góp phần tăng 15-20% lợi nhuận cho doanh nghiệp so với khi chưa sử dụng. Điều này cũng giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức, tập quán canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất liên kết tập trung, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong nuôi trồng và sản xuất. Sản phẩm phải đảm bảo an toàn, giải quyết được tình trạng làm giả, làm nhái thương hiệu nông sản Lâm Đồng. Không những thế, việc dán tem còn kết nối được người thu mua, phân phối, tiêu thụ với người nuôi trồng, qua đó tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường của người sản xuất. Chi cục chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng cho biết vào thời điểm tháng 7 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi bắt đầu bùng phát tại địa phương. Trên địa bàn tỉnh thì tổng đàn lợn còn trên 356.000 con. Nhưng tới thời điểm hiện nay thì tổng đàn lợn đã tăng lên 378.500 con. Tập trung chủ yếu ở các trang trại lớn thuộc các huyện Lâm Hà, Đà Tẻ và Đức Trọng. Nhờ công tác tuyên truyền, mặc dù có tới trên 52.000 con bị mắc bệnh và tiêu hủy, nhưng trên địa bàn không còn tình trạng người dân thả xác lợn xuống sông suối gây lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Tổng đàn lợn đến nay vẫn tăng tới trên 22.000 con trong thời gian bùng phát dịch, đảm bảo đủ nguồn thịt cung cấp cho thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Để tiếp tục ổn định chăn nuôi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ban ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ hóa chất tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại, không có lý do nào để thiếu hóa chất, tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch, chủ động xử lý dịch bệnh, không chờ chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại theo đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh bên trong tỉnh và ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài tràn vào. Đặc biệt, chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là không khuyến khích tăng đàn, tái đàn, chỉ tái đàn ở những trang trại an toàn, quy mô lớn, chỉ tái đàn sau khi hết dịch 30 ngày. Khi tái đàn cần đảm bảo áp dụng theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, không tái đàn ồ ạt, từng bước tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn lợn trong cả nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, thì hướng chăn nuôi an toàn sinh học đang được nhiều địa phương trong cả nước đẩy mạnh. Vâng, và theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chăn nuôi lợn an toàn sinh học đóng một vai trò rất quan trọng, mang tính bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến rất phức tạp trong phạm vi cả nước. Nếu như năm 2016, cả nước có 2.147 trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, chiếm tỷ lệ 18,3%, tổng đầu con trên 2,1 triệu con, chiếm tỷ lệ 6,6%. Sang năm 2017, số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học của cả nước tăng lên gần 2.500 trang trại, tăng 15,6% và chiếm tỷ lệ 24,4%, với tổng đàn còn là xấp xỉ 2,8 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,3%. Số liệu thống kê mới nhất năm 2018, số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học tăng lên trên 2.500 trang trại, tăng 0,8% so với năm 2017.
chiếm tỷ lệ 25,6% số trang trại chăn nuôi lợn của cả nước, với tổng đầu con trên 2,82 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,9%. Tiếp theo chương trình, Đắk Nông lo xoài đúng vụ mất giá, người dân ồ ạt bán xoài non. Thưa bà con và các bạn, tạm gác lại câu chuyện về chăn nuôi. Lo lắng đến chính vụ thu hoạch sẽ mất giá, nên từ nhiều ngày nay, các nhà vườn ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Minh đã chọn cách bán xoài non với giá được cho là khá cao. Điều đáng nói là một số nhà vườn không chỉ thu tỉa mà lại hái đại trà xoài non để xuất bán. Anh Đào Huy Thái ở thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Minh có gần 1,8 hectare xoài, trong đó hơn 2/3 diện tích là xoài ba mùa. Nếu đúng vụ thì phải còn hơn 2 tháng nữa mới vào thu hoạch, nhưng thấy giá xoài non đang ở mức cao nên đã quyết định thu hoạch dần từ 10 ngày nay. Nhà mình thì cũng đang tích cực thu hái xoài nhái này để tỉa bớt đi cho xoài nhanh lớn, với cũng đang được chờ giá nó đang có cao, đang cao nên là cũng hái bớt. Không riêng gia đình anh Thái mà hiện tại các nhà vườn ở Đắk Gằn đều có tâm lý tương tự. Thậm chí một số vườn năng suất kém, bà con còn quyết định thu hoạch đại trà để kết bông làm lại vụ mới. Anh Mai Văn Tùng, một thương lái đồng thời cũng là một nông dân trồng xoài ở xã Đắk Gằn cho biết, so với mọi năm thì giá xoài đầu vụ năm nay được thu mua ở mức khá cao, từ 20 đến 25 ngàn đồng một kg. Trong khi đó, giá xoài khi đến vụ thu hoạch chính thường chỉ dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Do vậy, cũng như nhiều người khác, anh tranh thủ thu hoạch sớm để bảo đảm bán được giá. 80% là người ta thu hoạch xoài non này, để xoài già rất là ít, bởi vì sau mấy năm nay là xoài già nó không nó mất giá. Và để xoài già thì chỉ có vào dịp Tết thôi, mà như xoài này là để nó sẽ bị trước thời gian Tết thì giá nó không có cao. Bởi vì một quả, một chùm xoài này thì bán xoài non có thể được 10 trái, nhưng nếu để to thì chỉ được 3 trái. Để đảm bảo cái chất lượng, địa phương cũng khuyến cáo bà con cũng hạn chế cái công tác thu hái xoài non để đảm bảo cái lượng quả già để tiêu thụ vào cuối năm. Tranh thủ thu hoạch sớm, kể cả xoài non để bán được giá cao, tránh tình trạng vào chính vụ thu hoạch ồ ạt, cung vượt cầu sẽ bị thương lái ép giá, cũng là cách tính hợp lý của bà con nông dân. Tuy nhiên, trên phương diện quản lý nhà nước và chuyên môn, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cần vào cuộc để tìm hiểu tính ổn định về đầu ra cũng như giá trị kinh tế của quả xoài non, để có giải pháp hướng dẫn bà con nông dân cách thức canh tác hợp lý, không vì cái lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến thương hiệu của một loại nông sản chủ lực của Đắk Minh, quả xoài Đắk Gằn. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những mô hình, những cách đầu tư sản xuất đáng chú ý của nhà nông ở trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con nông dân, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được phát động và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi. Tại tỉnh Lâm Đồng, nhờ hiệu quả kinh tế khả quan nên từ nhiều năm qua, ớt chuông được bà con nông dân ở nhiều khu vực chuyên canh các loại rau củ quả trong tỉnh ưu tiên đầu tư. Nhằm giúp cho nhà nông có thêm những kinh nghiệm thực tiễn, một hội thi với chủ đề Nhà nông thông thái trên cây ớt chuông vừa được tổ chức. Lâm Đồng là địa phương có diện tích trồng ớt chuông chuyên canh lớn nhất cả nước với chất lượng mẫu mã được đánh giá cao. Những năm gần đây, ớt chuông có mức giá khá ổn định nên người nông dân đã đầu tư thâm canh loại cây trồng này và mang lại những thành quả đáng kể. Nhiều hộ gia đình đã nâng cao được năng suất và chất lượng trái ớt chuông trong vườn. Nhằm giúp nông dân tiếp cận được những kỹ thuật sản xuất ớt chuông cũng như trao đổi kinh nghiệm giữa nhà nông với nhau, hội thi Nhà nông thông thái trên cây ớt chuông đã được diễn ra sôi nổi với 48 mẫu ớt chuông từ các vườn ớt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chương trình hội thi Nhà nông thông thái ra trên ớt chuông ngày hôm nay đấy, với cái mục tiêu là tạo một cái sân chơi chia sẻ kiến thức về kỹ thuật cho bà con nông dân. Ngoài ra thì cũng tổ chức một cái hội thi để bà con nông dân cũng gặp gỡ với nhau và thi đua với cái sản phẩm của mình để tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất về ớt chuông.
nông dân tham gia cuộc thi ngoài cung cấp mẫu trái phải cung cấp được quy trình phân bón, thông tin cơ bản về ớt chuông sản xuất tại vườn. Tiêu chí để đánh giá ớt chuông bao gồm những tiêu chí về định lượng như màu sắc, trái không bị nứt vỏ, không trầy xước, hình dáng phải vuông, đều, đẹp. Tiêu chí về định lượng như cân nặng, thể tích và độ cứng. Kết quả hầu hết các quả ớt chuông có trọng lượng từ 277 g đến 380 g, độ cứng đạt từ 14 đến 20%, đáp ứng được tiêu chí sản xuất an toàn và chất lượng. Thứ nhất là nó khá đồng đều về cái chất lượng. Điều đó có nghĩa là nông dân chúng ta đã làm ra những sản phẩm khá là tốt, đồng đều. Thì bên cạnh đó thì trong đó cũng có một số cái sản phẩm là nó rất là nổi trội, nó đạt được cái điểm gần như là tuyệt đối về cái màu sắc, hình dạng, chất lượng, cái độ prít của cái nông sản. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích cho những nông hộ có sản phẩm ớt chuông đạt các tiêu chí cao nhất. Tôi thấy rất là ý nghĩa, rất là với nông dân chúng tôi thì thấy nó rất là thực tế. Nên đây chúng tôi được gặp gỡ được rất nhiều những nhà vườn, những anh làm các công ty khác nhau giới thiệu những loại giống rất là chất lượng cho nông dân chúng tôi. Những hội thi như thế này là sân chơi bổ ích lành mạnh cho nông dân tranh tài, giải trí và không chỉ là cuộc thi tìm ra những quả ớt chuông chất lượng, mà còn là cơ hội để nông dân trồng ớt học hỏi, giao lưu kinh nghiệm cùng nhau, để từ đó tìm ra những giải pháp canh tác hiệu quả, bền vững nhất trên đồng ruộng. Nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý bà con và các bạn quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Đến đây thì Thanh Hải và Xuân Long xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.